Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm Memfo. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn chức năng đó là chỉnh sửa hiển thị đối tượng dòng vùng nha. Rồi, đây nè. Chúng ta lưu ý nha. Đó, lưu quên đây nè. Khi ta mở điện thoại lên nè, nó hiện là button nè, background nè. Đó, style, color nè, pixel nè. Thì cho các bạn thấy để tôi đi vào trực tiếp thực hiện luôn nha. Đây nè, tiền nha. Đây. Muốn chỉnh sửa là đầu tiên chúng ta phải làm sao cho nó nằm ở chế độ Edit, chọn Edit nha. Rồi đây nè, đúng nè, đi gần style nè. Đó, ở đây chọn đi gần style hoặc là nhấp thôi vô cũng hiện ra được nha, hoặc chọn đây đi gần style. Đó, rồi cái này nè, button nè, ta chọn button ngang này. Rồi màu button nó là màu xanh đi. Rồi cái border, border là này nè, đó, cái dòng xanh này nè, cho nó là màu đỏ đi, màu đỏ, cho nó là này hai thôi. Rồi, ok, nó thấy không, chỉnh sửa hiển thị đối tượng dòng vùng nha. Giả sử ta có thêm một cái nữa, đó, ta muốn chỉnh sửa hai cái nhất là ta bấm vô vô đối tượng một, phím shift đối tượng hai, rồi ta bấm vô đây, rồi ta chọn ngang ngược lại, chọn cái này nó là màu xanh, màu hồng đi. Rồi bắt rau này thôi cho nó này đi. Rồi cái này nãy nó màu xanh, màu xanh. Rồi lại nó to to lên, lại bốn đi, ok. Đó, thấy không, khi chúng ta muốn chọn nhiều đối tượng thì chúng ta bấm phím shift là chúng ta chọn vô cái này nha. Đó, hoặc là nếu chọn đường đường lẻ một đối tượng thì nhấp đôi vô nha. Giả sử chúng chọn đối tượng này nhấp đôi vô, chọn đối tượng này nhấp đôi vô, còn muốn chọn đồng bọt với hai đối tượng chọn đây, chọn đây, bấm như đây hiện tại đây nè. Đó, các bạn lưu ý nha. Rồi cảm ơn các bạn đã nghe. Chúc các bạn thực hành thành công nha.